Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Giác Hà Nhiệm Nhường, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Kính bạch Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, Ban Thường Trực Hội đồng Chứng Minh, thành viên Hội đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Ngưỡng bái bạch Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thường Thiện Hà Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trăng Thử Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Ban Thường Trực Hội đồng Trị sự, Hội đồng Trị sự các ban ngành viện Trung ương, Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Kính bạch Chư vị lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ và các bộ ban ngành Trung ương, kính thưa quý vị lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở phòng ban trực thuộc thành phố Cần Thơ, huyện Phong Điền và địa phương sở tại. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, hôm nay trong không khí trang nghiêm của buổi lễ khai mạc khóa bồi dưỡng chuyên ngành hướng dẫn Phật tử khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ tại thành phố Cần Thơ, thay mặt Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Ban Tổ chức, chúng con thành tâm đảnh lễ niệm ơn Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng Hội đồng Chứng Minh, Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chư Tôn Giáo Phẩm Ban Thường Trực Hội đồng Trị sự, Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Chư Tôn Hòa Thượng, Giáo Phẩm Lãnh đạo các ban ngành viện Trung ương, chúng tôi trân trọng bày tỏ tấm lòng tri ân và niềm hoan hỷ chào đón Chư Tôn Giáo Phẩm Lãnh đạo các cấp giáo hội, Chư Tôn Đức Tăng Ni và chư vị khách quý lãnh đạo Trung ương và chính quyền địa phương sở tại, cùng quý vị cư sĩ Phật tử các giới. Kính chúc quý liệt vị phúc tuệ sung nghiêm, các tường khương thái. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý liệt vị, Đức Thế Tôn xuất hiện cách đây hơn 26 thế kỷ, giáo pháp của Ngài được hoàn truyền bởi các vị tổ sư, trải qua nhiều đời và du nhập vào Việt Nam hơn 2.000 năm. Hình ảnh mái chùa văn hóa Phật giáo đã thấm sâu vào sinh hoạt của người dân Việt suốt chặng đường dài lịch sử, hòa nhập cộng đồng, xây dựng đất nước, giữ yên biên cương. Trong đó vai trò truyền bá chánh pháp, kết nối giữa đạo với đời, phần lớn là nhờ chư vị đệ tử xuất gia, hàng tăng ni chúng trung tôn, cùng với sự hỗ trợ hộ trì chánh pháp của quý vị cư sĩ Phật tử tại gia. Giữa xã hội văn minh hiện đại, sống trong thời công nghệ 4.0, người con Phật không chỉ đóng khung trong phạm vi hoạt động tiếp tân đồ chúng của một ngôi chùa, mà còn phải thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng trong lĩnh vực giáo dục, hoằng pháp, văn hóa, đạo đức, y tế, nhất là hướng dẫn Phật tử tu học đúng chánh pháp, hầu xây dựng một xã hội thiện lành. Đồng thời, Chư Tăng Ni
cần đẩy mạnh tinh thần nhập thể, dẫn thân vào cuộc đời trong mọi hoàn cảnh, để cống hiến cho đạo Pháp, cho dân tộc Việt Nam những giá trị tích cực, hướng dẫn Phật tử cải thiện, trở thành những người con gương mẫu của giáo hội, những người công dân tốt đẹp của đất nước quê hương, cùng nhau tô điểm cho cuộc sống thiện hạnh phúc bình an, xóa dịu nỗi đau tinh thần cho đồng bào sau dịch bệnh COVID-19 để vượt qua những thăng trầm bất ổn vốn có của hiện thực cuộc đời. Vì vậy, vai trò hướng dẫn Phật tử ngày càng trở nên quan trọng, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Nhận thức được trách nhiệm của mình, Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương đã không ngừng nỗ lực và phát huy khả năng chuyên môn. Các thành viên trong Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương và 63 tỉnh thành luôn tâm niệm cống hiến trí tuệ, tài năng, công đức của mình để thực hiện sứ mệnh hoằng pháp lời sanh đúng với lời truyền dạy của Đức Thế Tôn khi Ngài còn tại thế: pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Chúng ta thật sự hoan hỷ khi nhận thấy giáo hội Phật giáo Việt Nam thời gian qua đã khẳng định được vị trí vai trò của mình đối với đất nước quê hương. Những hoạt động này ngày càng hiệu quả theo tinh thần phụng sự chúng sanh, là thiết thực cúng dường chư Phật và phương châm đạo Pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội của các ban viện trung ương và ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành, là định hướng tốt đẹp cho cuộc sống, mang lại nguồn an lạc trong hiện tại và tương lai. Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương cùng với các phân ban tiểu ban Trung ương và ban hướng dẫn Phật tử 63 tỉnh thành đã luôn luôn tùy theo cấp độ điều hành và lĩnh vực chuyên môn tuy có khác nhau nhất định, nhưng tinh thần trách nhiệm và lý tưởng phụng sự đều mang một ý nghĩa như nhau. Tất cả tăng ni và Phật tử trong ban hướng dẫn Phật tử Trung ương đều mang trên mình một trọng trách hướng dẫn Phật tử đáp ứng nhu cầu tu đạo, học đạo, hộ đạo, hành đạo trong đời sống thực tiễn của người Phật tử tại gia. Nhưng để đồng bộ và nhịp nhàng trong công tác Phật sự, hòa hợp trong tổ chức quản lý, hướng dẫn tu học đạt hiệu quả cao là vấn đề mà Trung ương Giáo hội luôn luôn quan tâm và hết lòng hỗ trợ. Chính vì vậy, nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm và kỹ năng chuyên môn của chư tăng ni, quý vị cư sĩ lãnh đạo điều hành hướng dẫn các mô hình sinh hoạt tu học trong thời đại mới, góp phần xây dựng phát triển đạo Pháp và dân tộc, đẩy mạnh tổ chức, quản lý cũng như kết nối với các tỉnh thành. Thời gian qua, Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương đã lên kế hoạch kết hợp với Ban trị sự Ban hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên ngành hướng dẫn Phật tử cho 19 tỉnh thành khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ. Có thể nói, đây là biết tiếp nối thành công của ngành hướng dẫn Phật tử khi tổ chức cả khóa bồi dưỡng và tập huấn chuyên ngành. Năm 2018, chúng ta đã tổ chức thành công khóa bồi dưỡng và khóa tu học tại Kon Tum cho các tỉnh thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên, mang lại nhiều kết quả khả quan đáng khích lệ. Năm 2019, cùng tại Cần Thơ, chúng ta tổ chức thành công khóa bồi dưỡng và khóa tu cho các tỉnh thành khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ.
triển khai tổ các hoạt động Phật sự chuyên ngành của từng phân ban trung ương và mở ra phương hướng hoạt động Phật sự phù hợp cho công tác hướng dẫn Phật tử tại các tỉnh thành. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, xét về mặt chuyên môn, trong nhiều nhiệm kỳ qua, phân ban cư sĩ Phật tử đã rất thành công trong việc tổ chức các mô hình sinh hoạt tu học Phật pháp theo đúng đường lối và chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phân ban gia đình Phật tử đã hơn 70 năm hình thành và phát triển, đào tạo nên những huynh trưởng đoàn sinh có tài có đức, phục vụ cho đạo pháp và nước nhà. Phân ban Phật tử dân tộc đã có trách nhiệm hướng dẫn các Phật tử dân tộc tiếp cận với giáo lý Phật Đà và giúp họ hòa nhập với cộng đồng tốt hơn, cải thiện đời sống tinh thần nhiều hơn. Phân ban thanh thiếu nhi Phật tử có vai trò không nhỏ trong việc hướng dẫn thanh thiếu nhi những mầm non tương lai của đất nước có lối sống tốt đời đẹp đạo và sinh hoạt lành mạnh ngay từ thuở chập chững bước vào cuộc đời mình, tránh xa được nhiều cám dỗ sa ngã trong thời đại xã hội ngày nay. Phân ban Phật tử hải ngoại được hình thành nhằm kết nối hướng dẫn tu học cho cộng đồng Phật tử Việt Nam và nước ngoài, tạo thuận duyên tu học, giao lưu sinh hoạt, giữ gìn truyền thống Phật giáo Việt Nam và bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao vị thế Phật giáo Việt Nam trên trường quốc tế. Bước sang nhiệm kỳ 9, 2022-2027, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương còn thành lập thêm bốn phân ban mới với mục đích vai trò nhiệm vụ khác nhau, hầu đóng góp cho ngành hướng dẫn Phật tử những giá trị tích cực, đáp ứng nhu cầu tu học thiết thực của tín đồ, hướng dẫn sinh hoạt Phật pháp cho nhiều thành phần tầng lớp trong xã hội. Chúng tôi tin tưởng rằng phân ban đặc trách đạo tràng Phật tử, phân ban chuyên nghiệp Phật tử, phân ban tổ chức sự kiện khóa tu, phân ban bảo trợ và các tiểu ban trung ương như tiểu ban Phật tử người Hoa, tiểu ban Phật tử khất sĩ, tiểu ban Phật tử Nam Tông Kinh, tiểu ban Phật tử Nam Tông Khmer, tất cả đều đã có kế hoạch cụ thể cho khóa bồi dưỡng này, cũng như sẽ triển khai những thực sự quan trọng trong thời gian sắp tới. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự thương tưởng, chỉ đạo sâu sắc của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội, sự quan tâm giúp đỡ của quý vị lãnh đạo từ Trung ương đến các cấp địa phương, nhờ tinh thần vô ngại hóa duyên của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và các định thành, cũng như của toàn thể nam nữ cư sĩ Phật tử các giới, khóa bồi dưỡng kỳ này sẽ đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của tăng ni Phật tử trung ngành hướng dẫn Phật tử chúng ta, để từ đó tất cả chúng ta để càng phát huy cao định lực tùy duyên mà ánh sáng hào quang và đức bổn sư sẽ huy hoàng trong đại chúng. Đó là tạo duyên cho phước điền trổ lộc, cho hạt đào nảy chồi, hài hòa được đúc thật lâm phong thì lo gì không sung xuê cho đạo pháp. Giờ đây, trên nhờ vào sự mật hộ độ trì của mười phương tam bảo, sự từ mẫn chứng tích quang lâm chứng minh của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội, sự hoan hỷ tham dự của quý vị lãnh đạo Trung ương, thành phố Cần Thơ và các cấp, cũng như
sự quang lâm tham dự của trên 800 đại biểu trong khóa bồi dưỡng này. Rồi không khí đoàn kết hòa hợp, ngập tràn tình đạo nghĩa đời, thay mặt Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Tổ chức, chúng tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc khóa bồi dưỡng chuyên ngành hướng dẫn Phật tử khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ. Cùng chúc chư tôn đức đạo thọ tăng long chánh ni viên mãn. Kính chúc liệt quý vị thân tâm hoan hỷ, vạn sự cát tường. Chúc khóa bồi dưỡng thành công tốt đẹp. Trân trọng kính chào và cảm ơn quý liệt vị. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin thành kính niệm ân bài phát biểu khai mạc của Hòa Thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức. Kính cùng thỉnh Hòa Thượng Quang Lâm về nơi trước.